câu chờ mong. Vì vui trong muôn chiến tranh, nước non buồn vui đây hội trùng dương. Nếu mà quý vị nào ở nhà là quý vị đang mất mát của điều rất là lớn vô cùng. Next time, join us, join Ngồi Trung Dương. Cảm nghĩ như thế nào à? Vui lắm, rất là vui à. Mình đang có chị Khánh Ly, sau đây mình qua chị Khánh Ly. Chào chị Khánh Ly. Chị ơi, lại gặp chị ở đây. Chị vừa hát xong thì sao ạ? Em thấy tiếng giả quá vui. Chị quá trời, chị cảm thấy thế nào? Rất là sung sướng, rất là vui, rất vui, rất vui. Dạ, nhưng mà Tuấn Ngọc hát tuyệt vời hả? Dạ vâng. Lê Phương Anh. So excited. Và hát thì nhận biết anh Bằng. Lê Phương Anh đang chờ đến xuất diễn của Lê Phương Anh là sau chú Tuấn Ngọc. Nhưng mà hứa hẹn là sẽ không hát bài buồn nữa. Vậy thôi. Cảm ơn Lê Phương Anh. Chào anh à. Trông anh rất là rực rỡ và lộng lẫy như bao giờ hết. Cảm nghĩ của anh thế nào trong đêm nay? Rất vui và rất hào hứng trước tình cảm của quý vị khán thính giả, và nhất là một cái sự mà chúng ta quả thật là một cái đêm hạnh ngộ trên cái đại hội Trùng Dương. Tất cả những người Việt chúng ta đã gặp nhau và cũng cùng chia sẻ với nhau những phút giây thật là ấm cúng, thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và đương nhiên và điều này cũng tạo nên cái niềm hưng phấn cho anh chị em nghệ sĩ để phục vụ quý vị các anh chị một cách đắc lực hơn, hữu hiệu hơn và nghệ thuật hơn. Tí nữa là tới bên anh trình diễn, anh có quậy trước sân khấu không? À, khán giả quậy với anh thì anh sẽ quậy tới nơi tới chốn luôn. Rồi, cảm ơn anh. Tí nữa sẽ làm anh sao? Rồi, bữa nay về xe em hát. Cảm ơn anh ạ. Anh Tuấn Ngọc đang trình diễn một bài rất là mùi, và quý vị ở đây đang ôm nhau rất là tình tứ. Để đây mình đi vào đây mình phỏng vấn để coi. Chào anh chị. Hi. Chào anh chị. Anh chị đang rất là tình tứ với nhau, cho hỏi thăm anh chị tên gì và từ đâu tới à? Dạ, ở Monterey, California. Dạ. Anh chị chơi có vui không? Rất là vui lắm. Dạ. Về lần sau là nếu mà có dịp anh chị có đi nữa hay không? Đi nữa. Dạ. Gia đình anh chị có bao nhiêu người đi lần đấy? À, có 10 cặp. Có 10 cặp. 10 cặp. À, từ đâu tới à? Monterey. Monterey, cảm ơn. Monterey. 10 cặp với nhau. Rồi, alo. Gia đình có vui không à? Vui. Bây giờ tay lên, lan lên mọi người. Thank you. Dạ. Rồi. Mình đi vào trong này thì bài hát cũng vừa sắp xong. Đây, có rất cặp tình nhân, đôi uyên ương, vợ chồng rất là tình tứ với nhau trong này. Chào anh chị. Anh chị có cảm thấy hạnh phúc trên cái chuyến tàu ôm nhau giữa mà một biển khơi như vậy, thì anh chị cảm nghĩ thế nào ạ? Đây là lần đầu tiên tới trên hội ngộ Trùng Dương, cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy rất là vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Mong anh chị có một bữa đi, một đêm rất là hạnh phúc. Cảm ơn anh chị nhiều. Dạ vâng, anh chị. Dạ vâng.
anh chị chơi vui vẻ nhá. Bên em mình có bao nhiêu người à? Hai người vậy. Có hai người à con? Anh chị chơi vui không ạ? Anh chị chơi vui không ạ? Vui. Lần đầu tiên đi. Dạ vâng. Hy vọng có những nhiều chuyến đi tiếp tục như vậy nữa. Dạ vâng. Mọi người cũng vui.